Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, ngày 13 tháng 10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo, từ sáng nay đến đêm ngày 14 tháng 10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Phía Nam Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Từ ngày 15 đến 16 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn với lượng mưa từ 150-300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở Trung Bộ còn kéo dài và có diễn biến phức tạp. Do mưa lớn thời gian qua và dự báo sẽ còn kéo dài, cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội. Hiện nay, ở vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đang có mưa rào và dông. Dự báo, ngày và đêm nay, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.